Đối với giới siêu giàu thì năm 2023 được coi là một năm kiếm bộn tiền. Theo thống kê của Forbes, trong số 2.568 tỷ phú trên thế giới, có hơn một nửa đã giàu có hơn so với hồi đầu năm. Một số tỷ phú ghi nhận tài sản còn tăng hàng tỷ USD, hàng chục tỷ USD, thậm chí có một tỷ phú chứng kiến khối tài sản tăng hơn 100 tỷ USD. Theo ước tính của Forbes đến ngày 15 tháng 12, tổng giá trị tài sản của 10 tỷ phú nổi bật nhất ở trong năm đã tăng thêm 490 tỷ USD. Và đáng chú ý, trong danh sách này có đến 7 tỷ phú công nghệ. Ngay sau đây hãy cùng Blog Khởi nghiệp tìm hiểu xem họ là những ai các bạn nhé! Một, Elon Musk, tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất năm 2023. Nguồn tài sản: Tesla, SpaceX. Tài sản: 254,9 tỷ USD, tăng 108,4 tỷ USD. Người giàu nhất trong năm 2023 không bất ngờ chính là Elon Musk, ông chủ của hãng xe điện Tesla, mạng xã hội X và công ty vũ trụ SpaceX. Đầu năm, Elon Musk chỉ đứng ở vị trí thứ hai do mất một lượng lớn tiền trong năm 2022 sau khi đăng tải một tweet gây tranh cãi. Tuy nhiên, Elon Musk vẫn vươn lên vị trí số 1 vào cuối năm nhờ hai dự án kinh doanh khác. Cụ thể, giá cổ phiếu của hãng xe điện Tesla đã tăng hơn 100% kể từ đầu năm, làm tăng mạnh khối tài sản của Elon Musk. Ngoài ra, tên lửa SpaceX của ông đã thực hiện hơn 90 lần phóng thành công, tăng vọt lên mức định giá 150 tỷ USD vào tháng 7 vừa qua và hiện được cho là đang trong quá trình bán cổ phần với mức định giá là 180 tỷ USD. 2. Mark Zuckerberg, tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất năm 2023. Nguồn tài sản: Facebook. Tài sản: 118,6 tỷ USD, tăng 74,8 tỷ USD. Năm 2022 là một năm khá khó khăn với Mark Zuckerberg khi mà giá cổ phiếu giảm, lợi nhuận giảm và các đợt sa thải quy mô lớn. Tuy nhiên, trong năm 2023, tình hình đã thay đổi khi mà tài sản của Mark Zuckerberg đã tăng thêm khoảng 75 tỷ USD, chủ yếu là nhờ Meta đã ghi nhận mức doanh thu ấn tượng. Cổ phiếu công ty mẹ của Facebook cũng đã tăng 178% từ đầu năm 2023 và có thể trở thành năm kinh doanh tốt nhất từ trước đến nay của công ty này. 3. Jeff Bezos, tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất năm 2023. Nguồn tài sản: Amazon. Tài sản: 172,3 tỷ USD, tăng 65 tỷ USD. Cổ phiếu của Amazon trong năm 2023 đã tăng gần 80%. Điều này đã góp phần gia tăng tài sản của nhà sáng lập Amazon thêm 65 tỷ USD. Và trong năm 2023, nhà sáng lập Amazon cũng đã dành 700 triệu USD cho các hoạt động từ thiện, đồng thời cam kết cung cấp 100 triệu USD để hỗ trợ công tác chữa cháy rừng ở Maui. 4. Parajago Pangestu, tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất năm 2023. Nguồn tài sản: đa ngành. Tài sản: 52,8 tỷ USD, tăng 47,9 tỷ USD. Nhờ sở hữu các doanh nghiệp trong lĩnh vực gỗ và hóa dầu, tỷ phú Indonesia Parajago Pangestu đã có khối tài sản đáng kể. Trong năm 2023, ông đã quyết định niêm yết công ty khai thác mỏ và công ty năng lượng tái tạo của mình trên sàn chứng khoán Indonesia. Cả hai công ty đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội, với cổ phiếu tăng hơn 800%. 5. Larry Page, tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất năm 2023. Nguồn tài sản: Google. Tài sản: 111,7 tỷ USD, tăng 34,4 tỷ USD. Tài sản của Larry Page, một trong những người sáng lập của Google, đã đạt mức 111,7 tỷ USD, tăng thêm 34,4 tỷ USD so với đầu năm 2023. Cổ phiếu của Alphabet, công ty mẹ của Google, đã tăng 50% trong năm nay do nhà đầu tư kỳ vọng vào phần mềm Gemini AI của họ năm 2024. Hồi tháng 3 thì Alphabet cũng đã ra mắt chatbot là AI Bard. 6. Amancio Ortega, tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất năm 2023. Nguồn tài sản: Zara. Tài sản: 97,4 tỷ USD, tăng 33,2 tỷ USD. Amancio Ortega, ông trùm thời trang nhanh đến từ Tây Ban Nha, đã chứng kiến giá trị tài sản ròng của mình tăng thêm 33,2 tỷ USD, đạt mức 97,4 tỷ USD tính đến giữa tháng 12 năm 2023. Giá cổ phiếu của Inditex
công ty mẹ của thương hiệu Zara, đã tăng 57% trong năm 2023, lên mức kỷ lục mới. Nguyên nhân là nhu cầu sản phẩm tăng mạnh và Inditex đạt lợi nhuận kỷ lục. 7. Sergey Brin, tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất năm 2023. Nguồn tài sản Google, tài sản 107,3 tỷ USD, tăng 33 tỷ USD. Sergey Brin, đồng sáng lập Google, hiện sở hữu khối tài sản ròng trị giá 107,3 tỷ USD, tăng thêm 33 tỷ USD so với đầu năm 2023. Kể từ năm 2019, cả Brin và Page đều đã rút lui khỏi vị trí quản lý tại Google. Tuy nhiên, trong năm nay, Brin đã tái xuất để đảm nhận các nhiệm vụ mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI của công ty. Sự gia tăng về tài sản của ông cũng đến từ sự tăng giá của cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ của Google. 8. Steve Ballmer, tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất năm 2023. Nguồn tài sản Microsoft, tài sản 110,9 tỷ USD, tăng 32,4 tỷ USD. Giá trị tài sản ròng của cựu CEO của Microsoft, Steve Ballmer, đã tăng thêm 32,4 tỷ USD, đạt mức 110,9 tỷ USD. Tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2023, năm 2023 thì đánh dấu một năm đầu tư đặc biệt hiệu quả dành cho Ballmer. Đội bóng rổ Los Angeles Clippers mà ông sở hữu được định giá cao hơn 19% so với năm ngoái. Cổ phiếu của Microsoft, nơi ông từng làm CEO, cũng đã ghi nhận mức tăng 55%, phần lớn là nhờ vào đầu tư vào OpenAI, công ty đứng sau việc phát triển ChatGPT. 9. Riley Ellison, tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất năm 2023. Nguồn tài sản, tập đoàn công nghệ máy tính Oracle. Tài sản, 133,2 tỷ USD, tăng 30,8 tỷ USD. Nhà đồng sáng lập của tập đoàn Oracle, Larry Ellison, đã ghi nhận tài sản tăng thêm 30,8 tỷ USD so với đầu năm 2023, đạt mức 133,2 tỷ USD. Nhu cầu ngày càng tăng do AI thúc đẩy đối với các dịch vụ trung tâm dữ liệu đã giúp đẩy giá cổ phiếu của Oracle tăng 26% trong năm 2023. Thành tựu này đã khiến cho Ellison trở nên giàu có hơn thêm 30 tỷ USD, ngay cả sau những biến động gần đây trên thị trường. 10. Jensen Huang, tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất năm 2023. Nguồn tài sản, tập đoàn chip NVIDIA, tài sản 43,6 tỷ USD, tăng 29,8 tỷ USD. Nhà đồng sáng lập của NVIDIA, Huang đã chứng kiến khối tài sản tăng thêm 29,8 tỷ USD từ đầu năm 2023 lên mức 43,6 tỷ USD vào giữa tháng 12. Cổ phiếu của NVIDIA đã tăng mạnh hơn 230% trong năm 2023, đưa giá trị vốn hóa thị trường lên 1,2 nghìn tỷ USD và làm cho Huang trở thành một trong 20 nghìn Mỹ giàu nhất. Trên đây là top 10 tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất trong năm 2023 theo bảng xếp hạng của tạp chí hàng đầu thế giới Forbes mà blog khởi nghiệp đã tổng hợp được. Đến đây, video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của blog khởi nghiệp. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin hữu ích nhé.